quân uy tín giá rẻ hàng đầu. Tôi Hữu Bộ xin chào đón chào anh em. Tôi Hữu Mạnh chào đón chào anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay mình sẽ thực hiện một món mà hiện tại mình chưa biết phải gọi món này như thế nào các bạn ạ. Gọi là gì ta? Da lợn. Da lợn ôm ngỗng, ôm ngỗng nướng xả ớt các bạn ạ. Thì để làm được món này thì anh em mình sẽ phải chuẩn bị một bộ da lợn, tức là anh em mình sẽ thịt nguyên một con lợn và chỉ lấy bộ da thôi. Còn người con lợn những thứ là anh em mình sẽ chia bớt cho hàng xóm thưởng thức, bởi vì con ngỗng thì bỏ ra lấy bên trong. Bởi vì lợn dạo này đang sán nên anh em mình sẽ không ăn lợn, còn ngỗng thì chỗ quay anh em mình có một nhà nuôi ngỗng ấy, anh em mình sẽ ra để vồ trộm. Anh em mình rình rất là nhiều hôm rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội để vồ trộm được mấy con ngỗng đó. Ngay bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu đi vồ ngỗng thôi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình tìm những con ngỗng để anh em mình vồ trộm các bạn ạ. Bình thường ở đây có mà. Hay là chưa ra nhỉ? Kia có vịt kìa. Ở kia có vịt kìa các bạn này. Đây anh ơi, đây vịt đây. Nhưng mà không thấy đâu. Anh em chơi ngỗng đây rất nhiều vịt các bạn này. Trước anh em mình đã vồ trộm vịt ở đây rồi. Đâu? Cái đầu gì kìa? Ui, ngỗng cháy không? Ủa sang 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 sang. Anh ơi, đừng cả dếp dâm vào bên châu. Đứt xem à? Đứt xem. Các bạn xem coi. Đây các bạn ạ. Tiến đứt luôn cả dép này. Đi 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 sang 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 đi sang đi. Không dép đứt, đi dép đứt vật. Nhàng nhàng nhàng. Ngỗng 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 các bạn ạ. Lạc rồi, ngỗng lạc rồi. Cẩn thận nó mó. Ấy ấy, được chưa, được chưa? Đừng cho nó thì. Xem nó béo mà. Ủa, con này phải 5 cân. 5 cân phải 5 cân. Chúng tỏ này. Vườn hồng hơi xưa. Và đây là con ngỗng mà anh em mình đã vồ trộm được các bạn ạ. Nó cắn đấy, cắn đấy. Vì một con ngỗng mà tiến thì đứt cả dép, còn ba anh em mình đã phải bỏ lại dép để chạy các bạn ạ. Tức là bỏ của chạy đi người ấy. Anh ơi vãi cả mồ hôi. Mệt quá. Mệt đúng không? Đâu để xem ngày ước tính bây giờ. À, con này lặng phết đấy. Rất là to luôn các bạn ạ. 5 cân. Xem béo mà. Ừ nó to này. Ôi. Ăn được. Đùi béo ấy. Nói chung là không bó công anh em mình đi ăn trộm. Con này đánh tiết canh không nhỉ? Đánh được nhưng mà chắc là bỏ qua khâu tiết canh đi. Thôi anh à, về anh không tiễn bác đấy ra thì tỏi ấy. Bây giờ thì anh em mình sẽ phải đem đi để làm thịt, rồi anh em mình sẽ bọc da lợn để anh em mình chuẩn bị nướng rồi. Thôi đi đi đi, anh em mình mang đi thịt thôi. Vậy là anh em mình đã làm thịt xong con ngỗng mà anh em mình vồ trộm rồi các bạn ạ. Thì đây là con ngỗng này, còn bên cạnh con ngỗng hiện tại đang là một chiếc da lợn rất là to này và một bó sả, một ít ớt và một ít chanh. Bây giờ thì bạn Lâm sẽ giở chiếc da lợn này ra cho các bạn xem. À, hai anh em nhấc cái ui cái dồi. Này nó gọi là đây con ạ. Heo bào. Tự nhiên thấy cường đâu. Đây em đứng đây. Ui ôi khiếp thì toàn mỡ này, đúng em hai cái lỗ phát rồi. Đây là áo heo bào. Heo bào à? Người ta long bào mình áo heo bào. Long rồng ấy, đây là lợn heo bào. Chiếc da lợn này thì có lẽ anh em mình sẽ phải cuốn được cả một con bò các bạn ạ. Ui giời cuốn được cả hàng người hàng tiến này. Tiến. Ta được cuốn. Cuốn luôn, nướng luôn. Nhưng mà anh em mình sẽ phải cắt căn chỉnh làm sao để cho vừa con ngỗng thôi, chứ không để cả chiếc da lợn to như thế này cuốn được các bạn ạ. Nướng thế thì sẽ rất là lâu chín. Thế bây giờ anh em đi vô trộm cả điếu. Thôi bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm nguyên liệu và chuẩn bị anh em mình cuốn vào anh em mình nướng thôi. Anh em mình chỉ lấy một phần da bằng chiếc nia này thôi các bạn ạ. Cái da bên ngoài này tí anh em mình mang về chiên lên. Chiên. Thôi bạn để hết xuống đất đây rồi thì còn chiên cái gì nữa. Chiên này chỉ chiên cho chó ăn thôi. Rửa sạch đi chiên, ăn được hết đấy. Ăn hết. Đấy em nhấc ra để anh bỏ dưới đây. Ui dồi ôi. Khiếp, toàn cỏ là cỏ đất. Cái này mà đi bảo mang về lũ ăn na. Chiên nên ăn thì ngon đấy. Và chiên cho chó anh ạ. Em để lên đây để ướp uống con ngỗng vào mà.
Nói xem con ngỗng vừa chưa. Ôi giời, cái này mày cho co cái chân này. Đâu cái khỉu này. Tí anh mình sẽ gặp lại hoặc là cắt đi. Ôi giời. Ủa, vừa luôn con ạ. Đẹp luôn. Ui trời. Ui, như gói bánh. Thế không phải cắt đâu anh. Cái này, chỗ này tí không vào như này. Đấy, đẹp đấy. Nào anh em làm xả ớt nhanh lên để ướp. Nhồi vào đây. Trải này ra tưởng là bánh gì cơ. Bánh mỡ, bánh bì. Cho lên bàn ra. Trời ơi, chân. À, em xin gậy, đợi xin gậy. Ok vào. Nhanh nhanh một, nhanh. 1, 2, 3. Kéo lại bay lên đất thì ăn lắm. Lứa đi, lứa đi, lứa đi. Lứa. Rồi. Thôi rồi. Nhồi thôi. Đổ cả đầy bốc. Thừa anh em cho ngoài. Rồi anh em mình sẽ phải khâu cái da lợn này lại các bạn ạ. Thừa xả vào ớt thì anh em mình sẽ cuốn ở bên ngoài. Thật sự nhét trong nhiều nhiều tí. Tôi đảm bảo là mở ra mùi xả mùi ớt thì thơm lưng luôn. Chặt đấy chứ. Chặt gần chặt. Khe con này rộng quá. Ôi, thế cái này quấn luôn. Ok. Ôi. Kín mít luôn. Đây, kim rồi. Đưa kim đây. Món này lạ đúng không? Biết là thưởng thức thế nào thôi các bạn ạ. Nào, anh đâm. Em gõ có. Anh em mình phải mua cả cái dây câu để anh em mình mang về để khâu các bạn ạ. Sau nửa tiếng anh em mình hí hoáy khâu chiếc da lợn này nhưng mà không thành công các bạn ạ. Bởi vì chiếc da lợn này quá dày và dai nên là bây giờ anh em mình sẽ phải chuyển hướng, anh em mình lấy những chiếc dây thép này để anh em mình buộc lại. Vừa dai vừa dày, tà ghê thật đấy. Còn lợn này chắc còn đẻ được mấy chục lứa chứ không phải chưa đẻ. Chắc tầm chục lứa thôi. Chưa đảm bảo nhất. Chưa đẻ lứa nào. Thế con này chị thì anh cho tắm đi, cho ăn gì mà sao da nó dài thế? Chắc là toàn ăn sơn hào hải vị, da săn chắc hơn nhiều. Ví dụ như lá nhãn. Trời ơi, da điếu hải à? Chán, em phải cắt lên đoạn đấy xem. Cố lên em. Đấy, em để nó dưới. Ok. Nếu mà bạn nào mà không theo dõi anh em mình từ đầu đến cuối thì các bạn không thể biết được bên trong chiếc da lợn này là anh em mình nhét cái gì ở bên trong luôn. Mình nghĩ anh em mình nướng kiểu này cũng phải mất khoảng độ 3 tiếng bởi vì con ngỗng thường anh em mình nướng đã lâu chín rồi, giờ lại còn thêm một lớp da lợn ở bên ngoài nữa. Rồi thật sự nhìn bí hiểm quá bạn. Biết nó là cái gì luôn. Ngỗng trong kho tháo đấy. Vậy là sau 2 tiếng anh em nướng cái da lợn ôm ngỗng này thì hiện tại một phần của cái da lợn đã bị rách này các bạn này. Chắc là do nóng quá, còn bên này thì chỗ những cái chỗ dài này đang kiểu như sộp sộp lên, kiểu như da nó giòn này các bạn ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ bỏ ra, tháo ra để chuẩn bị thưởng thức rồi. Nhìn thực sự rất là phê luôn các bạn ạ. Giờ ăn của anh em mình đã đến rồi. Nước ở bên trong chiếc da lợn chảy ra rất nhiều. Anh ơi, giống như cháu Khanh lại hỏi vợ anh. Đúng rồi. Sẵn rồi, giờ chỉ cần đồ anh. Ô, đến nhà gái, đến nhà gái à? Uầy, anh em mọi người thấy mùi gì không? Mùi xả bên trong, thơm cực luôn. Ôi, bụng à. Ủa, chỗ này phồng này á? Giòn đấy nhỉ? Bánh đa, như bánh đa anh nhỉ? Cắt ra thôi bạn ơi. Đỡ đỡ. Chỉ sợ bên trong chưa chín rồi, bởi vì con ngỗng nó to. Chín chắc là tôi nghĩ chín, 3 tiếng rồi mà. Chín thì không giả ra phát biết ngay. Rỡ sắt ra đây. Ui giời ơi. Ui giời hơi bè ra. Ui giời. Hơi nóng hay. Ừ, toàn mùi xả. Hơi bọc ra. Ây, ui giời. Ui giời con ạ. Vậy là tụt ra bộ đồ bên trong rồi. Không biết con ngỗng chín rồi.
Kia ông thịt này anh thì chín đấy. Thơm thật. Để anh giữ. Thơm rồi, thơm rồi. Rút à. Rút đây. Kéo mạnh đấy. Rút từ bên mạnh ấy. Đây rồi. Yeah. Ôi mắc mắc vào mấu mắc. Kéo mạnh em mạnh ơi. À. Ui ôi nóng ơi. Xoáy như kiểu xoáy mũi khoan em. Em rút thẳng đi. Rút đi, rút đi. Rồi. Ui nóng thế. Đây các bạn ạ. Đây là con ngỗng mà anh nhà mình đã cho ôm bên trong chiếc da lợn này. Ui, da lợn cỏng. Tí anh nhà mình cũng sẽ thưởng thức cả chỗ da lợn để xem da lợn nướng giòn ăn như thế nào. Thôi anh nhà mình thưởng thức thôi. Ôi chín rồi. Ôi chín luôn. Thịt tím, thịt tím. Chín luôn. Chín rồi, chín rồi. Ngon. Nhìn phê luôn này. Với cả nướng này là hấp hơi mạnh. Để muối vào, để muối, bắt muối vào. Ừ, bắt muối xíu cay. Đây là bắt muối ớt chanh của nhà mình. Cho ớt chanh các bạn. Cực kỳ cay luôn. Ủa chín à? Ủa. Luôn. Anh đến cắt miếng nào sợ dãi miếng đấy. thứ em. Mùi vừa thơm mùi ngỗng vừa thơm mùi xả. Giống như bác Hồ phát quà ấy. Mời tất cả các bạn nha. Chẳng một kia quên à. Vội thế. Ôi răng, ôi răng. Con này không biết lâu lắm gì nhỉ? Không đứt hả? Thịt thơm chắc là đấy. Mời tất cả các bạn nhé. Ôi, ôi nóng thế. Thử ra cũng ngon. Ngon quá. Dài lắm. Mời các bạn nhé. Nhưng mà thịt ngon ạ. Thịt thơm ngon. Chờ đợi lâu thì làm miếng nhé. Rồi anh ngâm nhìn gì thêm miếng nhiều thịt. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy em thử gặm qua cái cánh này. Mắc cả khe răng này. Anh Lâm làm miếng anh Lâm. Ăn đi em. Cái đùi của nó chắc là vẫn nhiều nha. Nữa. Nó chắc nó dài. Úi dồi ôi em ơi, không ăn được đâu em ơi. Cầm tay mà xé nó chất. Ui, xả thơm thật đấy. Ui các bạn nhìn này, nhìn thịt này. Hồng hồng thơm thơm nhìn đây các bạn ấy. Con ngỗng của anh nhà mình. Anh em nhìn mình thịt rất là ngon luôn đấy. Đá hết con ngỗng nhá, còn nguyên phần cổ với phần sổ để trên bộ. Thôi để xương cho bộ được. Em nghe anh ấy thích ăn ăn cổ. Cổ dài nha. À tí nữa anh dài. Anh tí phải thử cái bì nó mới được. Xem quả bì nướng ăn chất không. Áo ôi, nóng vãi. Ui, xem chấm cái này không cay không ạ? Chưa lấy chưa chấm. Cổ dài rồi đấy. Dài quá. Loại, dùng loại to hơn, không cay nữa. Tôi nghĩ bạn xoáy hay hơn chứ. Xoáy cổ. Lóng lại. Áo, ui, phải luôn. Đứt rồi. Ây hời. Để nguyên cái đấy anh. Đó mới kiếm được miếng đùi. Ấy, ui, đâu có hai cái đùi thì anh cắt rồi thì nó mặc đằng mông anh. Mời các bạn này, đùi áo. Ui dài đấy. Cay ngon vãi. Mạnh này, lấy nước đây hãm cay. Cay em rồi. Ôi, sao lạ nhỉ, kính đống không cái hồi nhỉ. Cái này là đu bọc có xả dầu. Có xả rồi em. Xả thơm rồi, thơm lừng. Ấy của mạnh lừng luôn. Mạnh đúng không? Em đổi đi. Ôi. Bọc hàng cái này. Thật sự cái món này dài quá là dài luôn. Cắt thử cái bị. Anh cắt thử em. Ôi giòn giòn. Cắt được bánh đa. Ôi, rồi anh ơi em ăn hết cái lườn rồi. Ha. À, thử luôn. Thử cái bì xem nào. Được. Giòn à, giòn tan như là hơn cả bánh. Cẩn thận cho em nha. Sao? Ăn đi. Ăn cái lạnh. Nhiều mà. Ừ. Thì không ăn hết thì cả một cái bì to đây phải ăn cố chứ. Thì em đến là chưa được ăn bánh đa da heo. Rồi ăn miếng cơm mới ngon này. Đúng đốt. Cứng ấy. Nó cứng rồi.
Cái này tại vì nó tập trung nửa nhiều hơn rồi, nó phóng hết rồi. Này em già, bánh đa mà gọi bằng cụ vậy. Lần đầu tiên ăn bì lợn nướng. Dễ răng. Đấy là răng em còn năng yếu rồi đấy. Nghe tiếng không? Giòn đến đét. Anh thấy cái bì này kiểu như nó giòn hơn kiểu anh mình nướng nguyên con này. Cái mặt bên trong kiểu lúc lọc ấy nó còn một ít mỡ rồi. Bây giờ cầm bạn Lâm ơi, tôi thấy hơi sai sai không? Bởi vì bạn so con lợn toàn tầm 30 cân với cả con lợn toàn một tạ ba thì kiểu như cái con bì nguyên cái bì mà nguyên ở con lợn ấy nó có nhiều mỡ các thứ ấy. Anh mình nướng này ăn thôi, nó hết sạch mỡ ăn nó không ngấy. Không làm cũng tùy theo kiểu này, cái nước thì mỡ nó vẫn dính. Nhai nó giòn nhưng mà lại dính răng. Nhưng anh thấy ăn ngỗng vẫn ngon. Ngỗng ngọt luôn. Thịt ngỗng thơm. Kiểu như là trong nó được giữ hơi ẩm đấy. Nó không bị khô. Thơm nhất là mùi xả. Ăn hơi cay cay ngọt ớt. Chấm cái này mắc tay à. Tuyệt vời. Ăn bì lợn. Anh ăn bì lợn đi. Ui giời, không có đâu, nhà không có. Giòn dính răng à. Bà chẳng ạ. Để uống nước. Cay quá. Có cay rồi. Mình thì bây giờ sẽ vào để thưởng thức, còn Cường thì sẽ ra quay cho mình các bạn ạ. Anh em để cho mình cái cổ đây rồi. Mình xin phép là mình thưởng thức cái cổ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Trời ơi, cái mút xương gì. Đây, anh cho em cả con này. Đây, cô dạy em. Ấy, chưa có bằng đi. Chưa có bằng, không ai chưa có bằng ai à? Không, anh ơi, miếng ăn là miếng dục anh. Hào thắng ấy được. 1, 2, 3. Đấy. Mời các bạn cả con ngỗng nha. Sướng. Tôi nghe bảo cái cổ này cho mình mang về làm lòng dồi được này. Lòng dồi á. Dài, cổ dài lắm. Ôi. Mày muốn làm lòng dồi phải dùng cổ da, cổ đó. Đá đi. Đá đéo. Ui giời ơi. Ui bà này tôi lột cổ ra rồi. Nhiều thịt, trong nhiều thịt à. Mày cho anh gặp những cái con cái chân này sao. Đâu, như cho anh ít thịt. Sẽ đúng rồi, nhìn như chỗ con rắn đấy. Ui giời ơi, đây rồi. Cái ngon cũng ra đây cái này. Ăn thịt con này kiểu nó ám mùi xả vào, thơm cực luôn. Thơm lưng nữa. Rất là thơm luôn các bạn ạ. Thôi làm cái chân thôi mà. Chấm khó quá. Chấm cái cổ ngỗng này rất là nhiều thịt các bạn ạ. Xé một đường thôi mà. Đúng vừa thôi. Chân bạn được xí dạo. Theo thớ luôn. Úi giời. Làm tí đi bạn. Cực khó. Anh làm cái chân ăn giòn lắm. Đâu của bạn đây, đâu? Được rồi. Mang. Ấy, mày quá rồi. Đây rồi. Úi giời ơi, có nhiều. Rồi ăn. Ủa, chính ra cái cổ ngỗng này rất là nhiều thịt đấy. Bạn thử miếng da nào chưa? Tôi chưa. À quên, bì lợn. Thử miếng bì lợn. Đây, bởi vì da ngỗng tôi cũng không ăn này. Chỉ ăn thịt thôi. Cách dọn thật. Đâu rồi, gây răng nhá. Dọa. Nguyên cáo trước khi ăn. Con này ăn, anh ơi, con ăn mãi cho hết thịt. Chỗ nhà chỗ này giòn mà. Giòn tan rồi. Có dai như anh em kiểu tả đâu. Hay là anh em cắt chỗ khác thử miếng khác xem nào. Kiểu miếng chỗ khác. Ơ, cái này toàn là không đến mức gãy răng đâu. Chỉ mòn răng thôi. Đây, bạn phải thử miếng này. Răng này mà bà cũng đi nhập gặp nha khoa thì như phải. Cái bộ bì lợn của anh em mình nướng ấy thì nó ra mỡ thì cảm giác nó rất là nhiều mỡ luôn các bạn ạ. Nhưng mà ăn gặp mỡ không ngấy. Mỡ nó dính rất là nhiều ấy. Đó à. Mất răng. Ăn chân phì. Ăn cả con mới phì. Đúng lẻ không ăn được. Dai quá. Không dai nó cứng. Như kiểu kẹo kéo ấy. Ui cổ ngon không. Hả? Ui anh ơi, hình như em nghe tiếng ngỗng hay sao. Nhà bên kia vẫn còn ba con rồi. Đều đéo là anh em mình chế biến món khác. Anh ơi, em lo quá. Đó. Nói mà nó đọc. Ngỗng chiên chả hấp xào lăn. Nhớ nhầm. Mày gặp mình ngậm mồm đấy ai ăn mày. Chó ăn đầy mới ăn. Không ăn thôi. Ăn không? Chó lại một người khác. Còn thì thôi. Mày ra tao ăn rồi. Họ ăn đi. Miếng ăn miếng tôi tán không ăn nhục. Còn thì thôi. Màu thì... Ôi dồi, chỗ này lắm thịt không? Ủa? Người ta liếm đấy rồi. Bởi vì cái món... Bì lợn. Ôm ngỗng nướng xả ớt của anh em mình ngon quá nên là bây giờ chỉ còn lại bộ đầu này thôi các bạn ạ. Với cả bộ xương này nữa thôi.
anh em mình thì đã thưởng thức hết rồi. Chiếc bì lợn ở bên ngoài anh em mình chỉ thưởng thức được 1-2 miếng, chỗ nào giòn mới có thể ăn được. Còn những cái chỗ mà kiểu chưa giòn hẳn thì nó rất là cứng các bạn ạ, không thể ăn được luôn. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay